Alo alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và lời nói đầu tiên xin dạ mến chúc sức khỏe đến mọi người. Và hy vọng rằng mọi người luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và có những giây phút vui vẻ, thư giãn khi xem clip của em nha. Xin nhớ like video và đăng ký kênh nếu mọi người thấy clip này hay. Và chia sẻ cho thật là nhiều người cùng xem để ủng hộ cho em nha. Có thêm nguồn động lực để làm những clip mới. Em xin cảm ơn và đại gia đình của mình rất là nhiều. Ngày hôm nay em xin phép được kể một cái câu chuyện, cũng là một cái câu đố vui: sự khác nhau và giống nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ. Nghe tới chủ đề chim là ai cũng rất là cảm thấy rất là hay rồi đó. Mà cái sự giống nhau và khác nhau giữa cái lồng chim và cái váy phụ nữ như thế nào, thì qua cái câu chuyện ngắn này mình có thể là có một cái đáp án nó đúng và nó hay nhất ha. Thì cái câu chuyện như thế này là trong một cái cuộc thi hoa hậu đó, thì nhà nước tổ chức thì có rất là nhiều thí sinh, có thí sinh người các vùng miền, nào miền Nam, miền Bắc, rồi miền Trung, Nam Bộ. Miễn sao những cô gái này có thể hội đủ điều kiện là có tri thức và có những cái trình độ học vấn nhất định và có cái khả năng ứng xử hay, giao tiếp tốt, thì có thể là tuổi từ 18 đến bao nhiêu tuổi đó thì có thể tham gia cái cuộc thi này. Thì cái cuộc thi này thì có rất là nhiều thí sinh xinh đẹp luôn, nhưng trong cái cuộc thi này chỉ có thể lựa ra 3 thí sinh để mà đoạt giải nhất, nhì, ba. Và khi mà 3 cái cô gái này được lựa chọn rồi thì sau đó sẽ được tham gia một cái cuộc thi nhỏ xíu của ban giám khảo đặt ra, đó là họ sẽ hỏi một câu hỏi. Và thông qua cái câu hỏi này, 3 cái cô gái xinh đẹp này sẽ trả lời lần lượt 3 cái câu hỏi. 3 cái cô gái này sẽ trả lời một câu hỏi đó, nhưng cô nào mà trả lời hay nhất, đạt tình, đạt lý, nghe trí lý và hay nhất thì sẽ được khán giả vỗ tay rần rần, thì cô đó sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi hoa hậu này. Thế là ban giám khảo mới hỏi và cô gái xinh đẹp rằng bây giờ là trong cái cuộc thi thì cũng phải có người thắng và người không, người đi về, nhưng mà trong cái cuộc thi này thì tôi và những người ban giám khảo đây có một cái câu hỏi nho nhỏ muốn gửi đến cho các thí sinh. Nếu như ba em á, là em nào mà trả lời hay nhất, đạt tình đạt lý thì sẽ thắng trong cuộc thi này nha. Cái cuộc câu hỏi này có nội dung như sau: ba em hãy cho biết sự khác nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ, sự khác nhau và giống nhau như thế nào ha. Thì cô gái thứ nhất mới bước ra và xin chào. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo của quý vị khán giả ở đây, và em xin phép được trả lời sự giống nhau và khác nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ. Thật ra là giống nhau thì theo em nghĩ là đều là cái nơi để mà nhốt chim, cái lồng chim cũng để nhốt chim và cái váy của phụ nữ cũng để nhốt chim. Trời ơi, hay quá, có lý à. Nhưng mà cái sự khác nhau thì ban giám khảo nghe cũng có lý. Sự khác nhau ở đây là cái lồng chim thì chỉ có thể nhốt được là rất là nhiều chim, nhưng cái váy phụ nữ thì chỉ nhốt được có một con chim mà thôi. Hay, ban giám khảo họ vỗ tay rần rần, họ khen hay, thí sinh trả lời quá hay luôn, mọi khán giả vỗ tay rần rần luôn. Và sau khi cái em thứ nhất này trả lời xong thì bắt đầu cái cô thứ hai bước ra. Dạ em xin kính chào ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả ở đây ạ. Em xin phép được trả lời câu hỏi này: sự khác nhau và giống nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ ạ. Theo em nghĩ thì em cũng đồng ý với lại cái bạn kia, cái bạn thí sinh số 1 á, là em cũng đồng ý với quan điểm rằng là đều là những cái nơi nhốt chim, lồng chim cũng để nhốt chim, váy phụ nữ cũng để nhốt chim. Nhưng mà cái sự khác nhau to lớn mà em khám phá ra được trong quá trình mà em học hỏi được á, thì em phát hiện ra đó, thì ban giám khảo cũng rất là lắng nghe thử xem cô này nói cái sự khác nhau gì đó, khán giả dưới cũng rất là lắng nghe xem cái sự khác nhau là gì đó. Thì cái cô gái này mới trả lời rằng là dạ theo em nghĩ sự khác nhau to lớn nhất đó là cái lồng chim là nơi mà người ta có thể thờ bàn tay vào, người ta có thể bóp nắng, người ta có thể cưng nựng, sờ vuốt ve lông của nó được đó. Nhưng cái váy của phụ nữ thì khác. Nếu như mà muốn sờ gì đó hay là vuốt ve gì đó thì phải hỏi ý kiến của chủ nhân xem là người ta có đồng ý không. Trời ơi, ban giám khảo nghe xong, ban giám khảo kêu bằng là rất là vui, rất là háo hức. Trời ơi, hay quá.
cái cô này cổ vừa đẹp mà cổ vừa ứng xử tài tình thông minh hay xuất sắc. Trời ơi, giám khảo khán giả đâu ai cũng đồng tình hết. Và cái cô thứ ba là cái cô cuối cùng bước ra. Dạ em kinh xin kính chào quý vị khán giả và toàn thể quý đại biểu, quý vị mà chấm thi ở đây, thì em xin phép được trả lời cái sự giống nhau và khác nhau giữa cái lồng chim và cái váy của phụ nữ như sau. Thì thứ nhất là em cũng đồng tình với lại hai bạn này, là cũng là nơi mà sự giống nhau của cái lồng chim và cái váy phụ nữ là đều là nơi nhốt chim. Lồng chim cũng nhốt chim đúng không ạ? Thì người ta cũng thấy đúng rồi, cái váy của phụ nữ cũng nhốt chim. Nhưng cái sự khác biệt động trời nhất mà to lớn vô cùng mà có thể nói rằng là những người mà có kinh nghiệm mới có thể biết được. Đó, thì em nghĩ rằng là em là một người mà em khi mà em suy nghĩ em nói này, không biết là quý vị khán giả ở đây có nghĩ như thế nào, nhưng mà theo em nghĩ á, sự khác nhau to lớn nhất đó là cái lồng chim mà nếu như mà dán lên thì tất gỡ cửa, mở cửa hay là dán cái màn lên thì nguyên tất cả những con chim ở trong lồng nó sẽ bay lên trời, nó bay lên trời. Nhưng cái váy của phụ nữ thì khác, thì họ cũng lắng nghe thử xem nó khác nhau chỗ nào, khác nhau cái gì. Thưa ban giám khảo và quý vị khán giả ở đây, cái sự khác nhau của cái lồng chim đó là với lại cái váy phụ nữ đó là cái lồng á, thì chim có thể là mở cửa ra là mấy con chim trong đó nó bay ra, nó bay tung tăng ra. Nhưng cái váy phụ nữ nếu như mà mình mà dán cái váy lên thì sao? Thì tất cả những con chim cu khác nó bay vào. Dán váy lên thì mấy con cu nó bay vào chứ có gì đâu mà lạ, đúng không? Thì đây là cái câu chuyện em nghĩ rằng em rất là mắc cười, rất là vui, cũng là một câu đố cũng rất là vui ha. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã luôn theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của em. Mến chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.